Trong khi đó, thì Đức Giáo Hoàng đã cách chức hai hồng y vướng vào scandal tình dục khỏi nhóm cố vấn Sinai. Tòa Thánh Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng Francis đã vừa loại khỏi nhóm cố vấn của Ngài hai hồng y vướng vào scandal lạm dụng tình dục, trong đó có Bộ trưởng Kinh tế Hồng Y Joe Pels, người Úc. Thành viên kia bị loại khỏi nhóm cố vấn Sinai là một nhóm bao gồm 9 hồng y gặp gỡ định kỳ Đức Giáo Hoàng ở Rome, là Hồng Y Francisco Javier Erosis của Chile. Ông này, 85 tuổi, là cựu Tổng giám mục Santiago, bị cáo buộc nghi ngờ các nạn nhân và không điều tra các trường hợp của họ, những cáo buộc mà ông phủ nhận. Ông này nói rằng không có gì mới và ông đã đạt đến giới hạn nhiệm kỳ của mình trong nhóm cố vấn. Được biết, scandal lạm dụng tình dục ở Chile đã khiến toàn bộ 34 giám mục của đất nước đã gửi thư từ chức lên Đức Giáo Hoàng, và cho đến nay, Ngài đã chấp nhận 7 trường hợp. Ông Pell xin nghỉ phép chức Bộ trưởng Kinh tế, một trong những chức vụ quyền lực nhất ở Vatican, để bảo vệ ông khỏi bị truy tố về những vi phạm tình dục trẻ em trước đây ở Úc Quốc. Phát ngôn viên Greg Burkes của Vatican nói rằng, Tòa Thánh tôn trọng quyền xét xử của nước Úc và cũng tôn trọng lệnh không bàn luận thủ tục xét xử trên truyền thông.